Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 8 giờ tối ngày 13 tháng 6 giờ thủ đô Washington, tức 7 giờ sáng ở Việt Nam, ngày 14 tháng 6. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam tiếp tục giữ im lặng về vụ nhà bất đồng chính kiến cụ Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù. Việt Nam phản đối đem Trung Quốc có hình Hoàng Sa. Việt Nam và Tòa Thánh Vatican sắp họp vòng 4. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam tiếp tục giữ im lặng trước yêu cầu của người thân xin được thăm gặp hoặc được thông tin về tình trạng của một nhà bất đồng chính kiến đã tuyệt thực đến ngày thứ 18 trong trại giam để phản đối sự ngược đãi và vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đang thọ án 7 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam, tuyên bố bắt đầu tuyệt thực hôm 27 tháng 5. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 13 tháng 6, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Vũ cho biết đã làm đơn kêu cứu, khiếu nại khắp nơi, nhưng các nỗ lực của bà hoàn toàn vô vọng. Những cái đơn thư tố cáo của tôi cũng chẳng có ai trả lời. Cái tình hình sức khỏe của chúng tôi hiện tại rất đáng lo ngại. Đến một người khỏe mạnh thì với 18, 19 ngày như thế này thì thực tình mà nói thì cũng đã là kiệt quệ sức lực rồi. Huống hồ là một người như chồng tôi, anh Cú Hiểu Vũ là bị bệnh tim, còn thêm nhiều những cái bệnh về huyết áp, các thứ ở trong tù sinh ra nữa. Cho nên là rất nguy hiểm và rất là lo lắng gia đình tôi. Bây giờ thì không còn bấu víu được vào đâu cả. Tối cùng ngày, chúng tôi liên lạc với ông Lê Duy Sáu, Phó Giám thị trại giam, trưởng phụ trách phân trại K3, nơi tiến sĩ cùng Huy Hà Vũ đang bị giam giữ, để hỏi thăm thông tin về tình trạng của tù nhân đang tuyệt thực này. Nhưng vị giám thị không hồi đáp câu hỏi và gác máy giữa chừng. Hello? Xin lỗi ai đây ạ? Dạ, tôi xin phép được thưa chuyện với ông Phó Giám thị Lê Duy Sáu. Vâng, xin lỗi ai đây ạ? Dạ vâng, chúng tôi gọi từ đài VOA, xin hỏi ông tù nhân cùng Huy Hà Vũ đã ngưng tuyệt thực chưa thưa ông? Xin lỗi cái việc này, tôi chỉ trả lời với chị nhé. Tôi không rõ chị ở đâu cả nhé. Xin lỗi chị. Chúng tôi gọi từ đài VOA thưa ông. Vâng, xin lỗi chị. Muốn hỏi được gì mời chị đến đơn vị chúng tôi trả lời nhé. Vâng, chúng tôi là cơ quan truyền thông và muốn được ghi nhận cái thông tin về ông. Xin lỗi chị. Có gì đó mời chị đến tại cơ quan nhé. Tôi trả lời đi nhé. Trong khi đó, một loạt các cuộc tuyệt thực cá nhân và tập thể đang được tiến hành cả trong lẫn ngoài nước để ủng hộ nhà đấu tranh dân chủ cụ Huy Hà Vũ, phản đối và tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Sau khi bác sĩ bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn tuyên bố đồng tuyệt thực 7 ngày ủng hộ tinh thần tiến sĩ Vũ, nhiều người khác đã nhập cuộc. Trong số này có cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên và Facebooker Nguyễn Văn Dũng từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Ở hải ngoại, nhà hoạt động cổ suý cho nhân quyền Việt Nam người Mỹ gốc Việt, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa chấm dứt cuộc tuyệt thực 2 ngày trước Tòa Bạch Ốc chiều 12 tháng 6. Hiện đã có nhiều lời kêu gọi tổ chức các cuộc tuyệt thực tập thể tại hai miền Nam Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ, nơi tập trung nhiều người Việt sinh sống nhất, cũng như tại thành phố Houston, bang Texas, nơi có đông người Việt hàng thứ nhì ở Mỹ. Các địa điểm tập trung tuyệt thực bao gồm trước các văn phòng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ và ngay khu Phước Lộc Thọ, trung tâm mua sắm lớn nhất của người Việt ở Hoa Kỳ, tại Little Sài Gòn, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn. Các cuộc tuyệt thực tập thể dự kiến sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 14 tháng 6, kéo dài từ 1 tới 3 ngày. Đại diện của Tòa Thánh Vatican và Chính phủ Việt Nam khởi sự cuộc họp vòng 4 nhằm tăng cường phát triển quan hệ song phương. Văn phòng báo chí của Vatican loan báo nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh gặp nhau vào ngày 13 và 14 tháng này tại Vatican. Cuộc họp trước giữa đôi bên diễn ra hồi tháng 2 năm ngoái tại Hà Nội. Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam trong cuộc họp vòng 4 lần này là Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Phái đoàn Tòa Thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Antonio Camilleri làm trưởng đoàn. Việt Nam có dân số trên 91 triệu người mà 7% trong số này theo Công giáo. Việt Nam hiện là một trong vài quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Vatican và cũng nằm trong số các nước bị quốc tế chỉ trích là vi phạm quyền tự do tôn giáo tồi tệ nhất trên thế giới, với các vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền với các giáo hội và tình trạng quản lý chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo. Việt Nam, Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành một hoạt động nhân đạo vào ngày 10 tháng 6 trong khuôn khổ chương trình gọi là Operation Pacific Angel. Chương trình này đang bước vào năm thứ 6 và là hoạt động nhân đạo chung giữa hai nước do Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương dẫn đầu. Trung tá Tom Lightning, chỉ huy hoạt động hỗ trợ năm nay cho biết là phía Mỹ đã cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và giúp xây cất.
Ông nói những hoạt động này hướng tới việc xây dựng một mối quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp hơn, vừa giữa quân đội với quân đội và quân đội với thường dân, phòng khi xảy ra những thảm họa thiên nhiên hay khủng hoảng an ninh. Các chuyên gia y tế trong chương trình này đã dựng một trạm y tế tạm thời để khám răng, khám mắt, khám sức khỏe phụ nữ, làm vật lý trị liệu và cung cấp dịch vụ y tế cơ bản cho ít nhất 2.500 bệnh nhân Việt Nam. Những người tham dự chương trình năm nay cũng sẽ giúp tu bổ hai trường học và một trạm xá của huyện qua những việc như sửa mái nhà, đường ống nước, sơn tường, v.v. Năm nay là năm đầu tiên hoạt động nhân đạo này trở thành đa phương vì có sự tham dự của một chuyên viên quân y của Lào để cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng. Một câu lạc bộ tem thư Việt Nam phản đối Trung Quốc phát hành tem thư mới, trong đó xem quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc. Trong thư đề ngày 10 tháng 6 gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông, câu lạc bộ Việt STEM thuộc Hội Tem Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là bộ tem gồm 6 con có tên là Trung Quốc xinh đẹp, được phát hành nhân ngày du lịch Trung Quốc 19 tháng 5 năm nay. Một trong 6 con tem cho thấy có hình nhóm đảo An Vĩnh trong quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép vào năm 1974. Lá thư nói rằng bưu chính Trung Quốc mượn cớ quảng bá du lịch để tuyên truyền cho cái gọi là thành phố Tam Sa để dân chúng nước họ gửi thơ rộng rãi trong và ngoài nước. Trong thư, câu lạc bộ Việt STEM đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam chính thức có ý kiến phản đối bưu chính Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên mà bưu chính Trung Quốc làm như vậy. Lá thư còn đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông phát hành một bộ tem để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với thế giới. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nạp nghị quyết lên án Trung Quốc sử dụng đe dọa và võ lực trong tranh chấp biển đảo với các nước khác. Nghị quyết mang số hiệu 167 đề nạp hôm 10 tháng 6 bởi một số nghị sĩ của cả hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông hợp soạn và thông qua bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột. Trong số các nghị sĩ ký tên có ông Robert Menderes, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại, và ông Antonio Rubio, người có thể ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Nghị quyết nhắc tới một số sự cố có liên quan tới Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó có việc Trung Quốc công bố bản đồ chính đoạn và Trung Quốc cắt dây cáp của tàu thăm dò Việt Nam vào năm 2011. Nghị quyết cũng nêu quan tâm của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2012 khi Trung Quốc thiết lập chính quyền hành chính và một đơn vị quân sự mới tại khu vực biển đảo có tranh chấp. Nghị quyết của nhóm nghị sĩ này kêu gọi toàn thể Thượng viện Mỹ lên án việc sử dụng đe dọa hoặc võ lực để thay đổi nguyên trạng hoặc để khẳng định chủ quyền tại những nơi có tranh chấp. Nghị quyết cũng ủng hộ việc quân đội Hoa Kỳ liên minh với các nước trong khu vực để đảm bảo hòa bình. Mỹ-Nhật tái khẳng định cam kết đối với tình trạng ổn định tại Biển Hoa Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và vị tương nhiệm phía Nhật Bản Thủ tướng Shinzo Abe tái khẳng định cam kết của họ đối với sự ổn định và đối thoại tại Biển Hoa Đông, nơi mà Tokyo và Bắc Kinh đang lâm vào một cuộc tranh chấp gay gắt về chủ quyền lãnh thổ. Trong một thông cáo, Tòa Bạch Ốc nói hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc điện đàm ngày hôm qua. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Obama nêu lên cùng vấn đề tại một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở bang California. Trung Quốc và Nhật Bản đang đối đầu nhau trong một cuộc tranh chấp dài ngày về một quần đảo không người ở được người Nhật gọi là Senkaku mà người Hoa gọi là Điếu Ngư Đài. Cuộc tranh chấp đã trở nên tệ hại hơn trong năm ngoái giữa lúc cả đôi bên đưa máy bay và tàu bè tới tuần tiễu khu vực chiến lược và có nhiều năng lượng này. Washington chưa đưa ra một lập trường chính thức nào về chủ quyền quần đảo đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật. Nhưng mới đây, các giới chức Mỹ nói rằng cuộc tranh chấp nằm trong khuôn khổ một hiệp ước quốc phòng hổ tương giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản. Hân hạnh chào đón quý vị đến với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. VOA trên truyền hình vệ tinh toàn cầu IOR Asia Satellite với các bản tin VOA Express, tường trình tin tức thời sự Việt Nam quốc tế, các video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới và nhiều chương trình dạy tiếng Anh phong phú. VOA Radio trên sóng trung bình 8 và 10 giờ tối Việt Nam mỗi ngày với các chuyên mục đa dạng từ tư vấn sức khỏe, hội thoại với giới trẻ đến các bài tường trình về sinh hoạt của người Việt hải ngoại về khu vực châu Á và Hoa Kỳ. VOA Website, Internet, YouTube là nơi nghe xem đọc thông tin chính xác, nhanh nhạy, nhiều thể loại, kết nối với các blogger, trao đổi với các độc giả khắp nơi, nhận bản tin hàng ngày qua email, podcast, RSS và điện thoại di động. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA.
Hoa Kỳ có khoảng 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Trong số này, có rất nhiều người đến từ châu Á. Thành phần này tập trung tại các thành phố lớn của Mỹ, trong đó có thành phố Los Angeles của bang California. Nhiều người trẻ tại đây vẫn chưa nạp đơn xin giấy phép lao động, bước đầu để trở thành di dân hợp lệ, như quý vị sẽ thấy trong video sau đây. Đón xe bus là chuyện thường ngày của Antonian. Trước đây, anh không thể xin bằng lái xe vì thuộc diện sống bất hợp pháp. Anh cũng có những mối lo sợ. Tôi sợ bị trục xuất, tôi sợ bị phân biệt đối xử. Tôi sợ tôi không thể đi học đại học được nữa. Tôi sợ vì sau bao nhiêu cố gắng, tôi vẫn không thực hiện được giấc mơ của mình. Khoảng 1,3 triệu người có gốc châu Á đang sống tại Hoa Kỳ không có giấy tờ hợp lệ. Anh Ân đến Mỹ cùng với cha mẹ từ Philippines khi anh 12 tuổi. Khi công chuyện kinh doanh của bố mẹ tôi bên Philippines thất bại, bố mẹ tôi quyết định di chuyển sang đây để anh chị em tôi có tương lai khá hơn. Tôi hết sức biết ơn bố mẹ tôi về chuyện này. Anh chỉ biết mình thuộc thành phần bất hợp lệ khi nạp đơn xin vay tiền đi học đại học. Đa số những người thuộc thành phần này bị từ chối không được vay tiền. Gia đình tôi có đi tham khảo các luật sư để xem có thể điều chỉnh tình trạng di trú của mình hay không. Họ trả lời rằng chỉ có cách duy nhất là chờ có cải tổ luật di trú. Quốc hội Mỹ tiếp tục tranh cãi về cải tổ di trú và hồi tháng 6 năm 2012, Quốc hội thông qua luật gọi tắt là DACA, được Tổng thống Obama loan báo. The Department of Homeland Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people. Người trẻ nào không có giấy tờ hợp lệ có thể xin giấy phép lao động nếu họ đến Mỹ lúc còn nhỏ và sẽ không bị trục xuất trở về quốc gia gốc. So this one we're going to change because you had fake documents on you. Tiffany Pelillo là người giúp giới trẻ xin giấy phép lao động dựa theo luật DACA. Mỗi đơn phải nộp 465 đô la và người nộp đơn phải chứng minh họ đến Mỹ lúc còn nhỏ. Thật là khổ tâm cho những người lâu nay phải sống chui, không muốn tên của mình xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Vậy mà bây giờ, bỗng nhiên họ phải tìm cách chứng minh rằng mình đã sống ở Mỹ khi còn nhỏ. Cho tới giờ, chưa tới 300.000 người trẻ được chấp thuận dựa theo luật DACA. Đa số đến từ Mexico. Ngoài những người đến từ châu Mỹ Latin, còn có những người đến từ Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Nam Triều Tiên và Việt Nam. Hơn 100.000 người gốc châu Á đủ điều kiện nạp đơn theo luật DACA. Cô Panlilio nói nhiều người châu Á không chịu nạp đơn vì họ được giáo dục là phải sợ chính quyền. Đặc biệt là những người Trung Quốc, họ nghi ngờ đủ mọi thứ. Các tổ chức dân sự trong cộng đồng người châu Á đã giáo dục và khuyến khích những người trẻ nạp đơn theo luật DACA. Anh Ân đã nạp đơn và có giấy phép lao động hồi năm ngoái. Các giá trị của Mỹ mà tôi học được ở đây biến tôi thành một người Mỹ. Giấy phép lao động không chỉ là một tờ giấy, nó giúp tôi trưởng thành và trở nên một người tự do. Qua thái độ đó, giờ đây anh Ân trở thành một nhà hoạt động bênh vực cho các di dân không giấy tờ hợp lệ. Anh đã có việc làm ổn định và sẽ thi bằng lái xe, có thời gian thuận tiện và có kế hoạch năm nay sẽ học luật trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 6, 2013. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh. Tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA có trên trang nhà voa.tiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.